Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 87 ngày 23 làm theo điều Chúa muốn. Kinh Thánh Mi-chê đoạn 6 câu 6 đến câu 8. Câu ghi nhớ Mi-chê đoạn 6 câu 8. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời sao? Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời sao? Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Mi-chê đoạn 6 câu 6 đến câu 8. Kinh Thánh Cựu Ước trang 834, Mi-chê đoạn 6 câu 6 đến câu 8. Ta sẽ đem vật gì chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quỳ lại trước mặt Đức Chúa Trời rất cao. Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu và với những bò con giáp niên sao? Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn song dầu sao? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp ta và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời sao? Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 8, chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời sao? Chúng ta đọc câu ghi nhớ đã được tô màu. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Trong phần tìm hiểu, chọn những hình ảnh mà dân Chúa biết Chúa muốn họ dâng lên cho Ngài. Họ dâng lên cho Chúa những điều gì? Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ta sẽ đem vật gì chầu trước mặt Đức Giê-hô-va. Chầu có nghĩa là đem đến để dâng cho Chúa đó. Và quỳ lại trước mặt Đức Chúa Trời rất cao. Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu và những con bò con giáp niên sao? Con bò con giáp niên là con bò 1 năm tuổi đó nghe. Giáp niên là giáp năm 1 năm tuổi đó. Thì bây giờ ở đây mình thấy có con bò con nè. Đây một con bò con. Họ nghĩ rằng Chúa cần những cái của lễ này. Rồi gì nữa? Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn song dầu sao? Chiên đực, con chiên đây. Hàng vạn song dầu, dầu ô liu, dầu của cây ô liu á, cây olive đó các em. Và đây có hình ảnh của một cái chai dầu nè. Rồi, gì nữa? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta. Con đầu lòng là con trai đầu lòng đó, con trai cả hay là người miền Nam mình là con trai thứ hai đó, là dâng cho Chúa. Rồi, gì nữa? Đâu rồi? Và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Rồi. Rồi. Như vậy họ nghĩ rằng á là Chúa cần những cái điều này. Là con bò nè, con chiên nè, con trai đầu lòng nè, dầu nè. Nhưng những điều này Chúa có cần không? Có cần không? Không cần.
mà Chúa cần dân sự Chúa làm điều gì? Chúng ta thấy ở đây trong cái câu gốc nè. Đây. Cái điều mà Đức Giê-hô-va, cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta ghi ba cái điều này. 1, 2, 3, 3 điều này vào ở đây nhé. Làm sự công bình, làm sự công bình. Rồi, gì nữa các em? Ưa sự nhân từ, ưa là yêu mến á, hay là thích á, ưa thích á, ưa sự nhân từ. Rồi gì nữa các em? Bước đi cách khiêm nhường, bước đi cách khiêm nhường. Bước đi cách khiêm nhường. Ba cái điều mà Chúa mong muốn. Chúa trách con dân của Ngài vì họ tưởng dâng của lễ cho Chúa là làm đẹp lòng Chúa. Ngài không cần vật chất do con người dâng hiến cho Ngài. Điều Ngài cần là cách đối xử nhân từ, đối xử nhân từ với mọi người và kính sợ Chúa, làm theo ý muốn Chúa, làm theo ý muốn Ngài. Điều Chúa đòi hỏi là đối xử cách nhân từ hay đối xử một cách yêu thương tốt đẹp với người khác và kính sợ Chúa, làm theo ý muốn của Chúa. Nhận biết điều Chúa muốn là em làm sự công bình. Làm sự công bình là làm điều đúng các em, làm điều lành, làm điều tốt, làm điều đúng. Ưa sự nhân từ. Sự nhân từ có nghĩa là mình yêu thương người khác, mình đối xử tốt với người khác và sống khiêm nhường. Khiêm nhường có nghĩa là mình không có kiêu ngạo. Khiêm nhường, hạ mình. Rồi, em tập làm sự công bình, ưa sự nhân từ và sống khiêm nhường. Em tập làm, tập làm ba cái điều này, đó là sự công bình, sự nhân từ và khiêm nhường. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa, xin giúp con tập làm sự công bình, ưa sự nhân từ và sống khiêm nhường. Làm theo ý muốn Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé các em. Kính lạy Chúa, xin giúp con tập làm sự công bình, ưa sự nhân từ và sống khiêm nhường, làm theo ý muốn Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta luôn làm theo điều Chúa muốn. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.